Chào lại là Trang đây, và hôm nay rất vui khi được trở lại và đồng hành cùng tất cả các bạn trên chuyên mục chăm sóc sức khỏe. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng Trang tìm hiểu nên bổ sung omega 3, 6, 9 từ những nguồn thực phẩm nào. Nếu như bạn quan tâm thì Trang có 4 phần chính xoay quanh để giúp ích cho chúng ta hiểu hơn về chủ đề ngày hôm nay. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu khám phá cùng với Trang nhé. Phần đầu tiên, nên bổ sung omega 3, 6, 9 từ những nguồn thực phẩm nào? Thì bây giờ chúng ta sẽ điểm danh cùng với Trang qua từng phần các bạn nhé. Đầu tiên là thực phẩm giàu omega 3. Những thực phẩm giàu omega 3 chúng ta có thể kể đến như là cá hồi, cá thu, cá mòi, cát cơm, hạt chia, quả ốc chó, hạt lanh, hạnh nhân. Thì đó là những cái thực phẩm giàu omega 3, vân vân. Còn nhiều thực phẩm nữa các bạn nha. Cho chỉ liệt kê những cái thực phẩm đơn giản và gần gũi thôi. Tiếp đến, thực phẩm giàu omega 6. Các loại dầu thực vật tinh luyện và những thực phẩm nấu với những cái loại dầu này, nó chứa hàm lượng omega 6 rất cao. Bên cạnh đó, các loại hạt cũng có chứa nhiều axit béo omega 6. Chúng ta sẽ điểm danh cùng với Trang. Như là dầu đậu nành, dầu ngô hay còn gọi là dầu bắp đó, maizena, quả ốc chó, hạt hướng dương, hạt hạnh nhân, hạt điều. Thì đó là những thực phẩm giàu omega 6. Tất nhiên còn nữa các bạn ha, vân vân. Thực phẩm giàu omega 9. Axit béo omega 9 có rất nhiều trong rau củ, dầu thực vật cũng như là các loại hạt. Để bổ sung omega 9 thì sau đây là một số những cái loại thực phẩm bạn nên tiêu thụ nhé. Dầu ô liu, dầu hạt điều, dầu hạnh nhân, dầu bơ, dầu đậu phộng. Ngoài ra thì các loại hạt như là hạnh nhân, hạt điều, ốc chó, mắc hạt bí xanh và chứa nhiều omega 9, vân vân. Tóm lại một điều rằng omega 3 có nhiều trong các loại cá, trong khi dầu thực vật và các loại hạt thì có nguồn gốc cung cấp omega 6 và omega 9 rất tốt. Thì trong ba loại omega 3, 6 và 9 thì omega 3 là cái chất quan trọng nhất và cần bổ sung nhất, bởi vì nó mang đến nhiều lợi ích vượt trội cho sức khỏe. Vì vậy chúng ta hãy xây dựng một cái chế độ ăn uống khoa học với một thực đơn giàu những cái thực phẩm giàu omega 3 để chúng ta cung cấp những cái hàm lượng cần thiết cho cơ thể bạn nhé. Cho nên là các chuyên gia hay là những cái thì các chuyên gia khuyến khích mọi người đó nên sử dụng ít nhất 2 lần cá trên một tuần để chúng ta cung cấp được cái lượng omega 3 cần thiết cho cơ thể. Thì đó là những thực phẩm giàu omega 3, giàu omega 6 và giàu omega 9 mà Trang có thể chia sẻ đến bạn. Phần thứ hai, tác dụng của omega 3, 6 và 9. Mọi người hay gọi tắt là omega 3, 6, 9 đó. Thì omega 3, omega 6 và omega 9 là những chất béo quan trọng cho sức khỏe của con người. Omega 3, 6, 9 mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe thì chúng ta có thể điểm danh cùng với Trang. Thì đầu tiên nó tốt cho tim mạch và não bộ. Thì omega 3, 6 và 9 giúp bảo vệ tim mạch, giảm nguy cơ các bệnh về tim và đột quỵ, điều chỉnh lại nhịp tim và tuần hoàn máu, ngăn ngừa xơ vữa động mạch. Tốt cho thị giác. Omega 3, 6 và 9 hỗ trợ cho sự phát triển của mắt và não bộ ở trẻ em, giúp cho trẻ học tập tốt hơn, giảm các vấn đề bệnh mắt như là cận thị hay là loạn thị. Thì đây cũng là một trong những cái loại axit béo có tác dụng chống lão hóa, bảo vệ võng mạc, ngăn ngừa thoái hóa điểm vàng ở người cao tuổi. Tăng cường sức khỏe ở xương khớp. Nó sẽ giúp hấp thụ canxi tốt hơn, từ đó giúp cho xương khớp chắc
khỏe hơn. Giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư. Một số nghiên cứu cho thấy omega 3, omega 6 và omega 9 có thể giúp giảm nguy cơ mắc một số loại ung thư như là ung thư vú, ung thư dạ dày, vân vân. Giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer thì có thể giúp bảo vệ não bộ khỏi sự tấn công tổn thương do bệnh lý Alzheimer gây ra. Giảm nguy cơ mắc bệnh lý tiểu đường thì nó sẽ giúp cải thiện kiểm soát đường huyết ở những người mắc bệnh lý về đái tháo đường. Như vậy chúng ta thấy rằng omega 3, 6 và 9 mang đến rất nhiều những công dụng đúng không ạ? Ngoài ra thì nó còn giúp cho bạn kiểm soát cân nặng. Cân nặng của chúng ta, nó giúp cho bạn hỗ trợ trong việc giảm cân, kiểm soát cân nặng và tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Nhưng chúng ta thấy rằng nó mang đến nhiều cái tác dụng tốt như vậy và chúng ta sử dụng một cách không có hợp lý thì nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe các bạn ha. Cái gì cũng vậy hết á, nó sẽ có tác dụng rất tốt khi chúng ta biết cách sử dụng và kết hợp trong một chế độ dinh dưỡng khoa học lành mạnh nữa các bạn nha. Phần thứ ba, sử dụng omega 3, 6, 9 có gây tăng cân hay không? Đó là câu hỏi và thắc mắc của các bạn thì câu trả lời là không có tăng cân bạn nha. Bạn nên uống omega 3, 6, 9 mỗi ngày nếu như bạn không đủ để bổ sung những cái loại axit béo này qua chế độ ăn uống. Có nghĩa là chế độ dinh dưỡng của chúng ta nó bị thiếu hụt thì chúng ta mới cần bổ sung qua những cái viên uống bạn nhé. Nếu như bạn quá gầy, thiếu chất dinh dưỡng thì bạn nên dùng dầu cá thường xuyên với cái lượng hợp lý để bù đắp cho cơ thể, nuôi dưỡng và tăng cường cái năng lượng để giúp cơ thể phát triển toàn diện hơn về thể chất và tinh thần. Và chúng ta phải kết hợp trong một cái chế độ dinh dưỡng tổng thể đầy đủ các chất dinh dưỡng cho mình, tập luyện thể dục thể thao nè, để nâng cao cái sức khỏe cho mình lên, nghỉ ngơi khoa học lành mạnh nhất thì tất nhiên bạn sẽ có được một cái sức khỏe tốt nhất các bạn nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ bước sang phần thứ tư, cần lưu ý những gì khi sử dụng omega 3, 6 và 9. Ở đây Trang có một vài những cái lưu ý thôi các bạn ha, không dài đâu. Thì omega 3, 6, 9 có là một trong những cái nhóm axit béo cần thiết cho cơ thể, rất quan trọng cho sức khỏe. Tuy nhiên thì một số những cái trường hợp sau đây cần lưu ý khi sử dụng omega 3, 6, 9 các bạn ha. Đầu tiên, phụ nữ đang mang thai hoặc là dự định mang thai hoặc là đang cho con bú thì nên tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi bạn sử dụng omega 3, 6 và 9 các bạn ha. Chúng ta nên tham khảo kỹ đi, bởi vì nếu như bạn sử dụng những cái thực phẩm chức năng trong cái giai đoạn này, nếu như cái trường hợp cơ thể của bạn nó không phù hợp thì sẽ không tốt các bạn ha. Người có tiền sử bị co giật, khi mà bạn bổ sung omega 3, 6, 9 đó có thể làm tăng nguy cơ co giật. Người sắp phẫu thuật, đối với những người sắp phẫu thuật thì nó có thể làm tăng nguy cơ chảy máu trong khi mà phẫu thuật, cho nên là chúng ta cũng phải ngưng ít nhất là 2 tuần. Người có tiền sử bị bệnh tim, bổ sung omega 3, 6 và 9 có thể giúp cải thiện sức khỏe cho tim mạch. Tuy nhiên, những người có tiền sử bệnh tim thì nên tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi sử dụng. Thì đó là một vài những cái lưu ý kèm theo để khi bạn sử dụng omega 3, 6 và 9 sẽ đạt được những cái hiệu quả tốt nhất các bạn nha. Còn đơn giản hơn nữa thì chúng ta nên bổ sung qua cái chế độ dinh dưỡng, qua những cái bữa ăn hàng ngày của mình đó, thì nó sẽ an toàn, nó sẽ tốt hơn các bạn nha. Chỉ trừ khi nào chúng ta ăn uống không được và chế độ dinh dưỡng chúng ta nó thiếu những cái dưỡng chất thì chúng ta mới bổ sung qua những cái viên uống, qua những cái thực phẩm chức năng thôi. Còn nếu như ăn uống được, chế độ dinh dưỡng đầy đủ rồi thì chúng ta cũng không cần đâu các bạn nhé. Thì đó là những kiến thức mà Trang chia sẻ xoay quanh về omega 3, 6 và 9 để giúp ích cho chúng ta hiểu hơn về chủ đề ngày hôm nay. Trang hy vọng rằng đây là một trong những kiến thức bổ ích cần thiết cho bạn. Nếu các bạn yêu thích thì đừng quên để lại một like cho Trang ha. Đừng quên bấm nút đăng ký, bật chuông thông báo để nhận được những video sớm nhất từ Trang. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Thank you.